Trước diễn biến của cơn bão số 5, bão Côn Sơn, Bộ đội Biên phòng thành phố Đà Nẵng đã thường trực quân số, đảm bảo thông tin liên lạc để kêu gọi tàu thuyền đang hoạt động trên biển nhanh chóng tìm nơi trú tránh. Bên cạnh việc tổ chức bắn pháo hiệu để kêu gọi và ngăn cấm không cho tàu thuyền ra khơi, Bộ đội Biên phòng thành phố duy trì nghiêm chế độ trực quân số, đảm bảo thông tin liên lạc, phương tiện sẵn sàng làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn khi có lệnh. Bộ Chỉ huy đã chỉ đạo các đồn, trạm biên phòng phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão, đồng thời phối hợp với gia đình, chủ tàu thông qua hệ thống thông tin liên lạc, thông báo cho các phương tiện hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển của bão để chủ động tìm nơi trú tránh. Ứng trực lực lượng, người, phương tiện sẵn sàng tham gia tìm kiếm cứu hộ cứu nạn và tổ chức tuyên truyền vận động ngư dân, các cơ quan doanh nghiệp trên địa bàn làm tốt công tác nắm trước cái diễn biến tình hình của cơn bão số 5, đồng thời quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc đến toàn thể cán bộ chiến sĩ đơn vị, đặc biệt là các cái tàu, các cái xuồng. Hiện nay, tổng số phương tiện của Đà Nẵng là 1.242 tàu trên 7.432 lao động. Trong đó, số phương tiện neo đậu tại bờ là trên 1.140 phương tiện. Số phương tiện đang hoạt động trên biển là 18 tàu trên 164 lao động. Số tàu hàng neo đậu tại cảng Tiên Sa, Vịnh Đà Nẵng, cảng Sông Thu, cảng Liên Chiểu là 11 tàu trên 101 thuyền viên. Tổ chức tốt mạng thông tin liên lạc biển để thông báo cho ngư dân hoạt động trên biển biết hướng đi vương bão phòng tránh. Tổ chức lực lượng sắp xếp tàu thuyền neo đậu trong âu thuyền, đảm bảo chống va đập, chống chìm. Mặt khác thì đối với các phương tiện ở âu thuyền thực hiện nhiệm vụ tiếp liệu thì chúng tôi đề nghị di dời ra khỏi âu thuyền và neo đậu ở vị trí hợp lý. Bộ đội Biên phòng thành phố tiếp tục duy trì mạng thông tin liên lạc biển với tàu thuyền đang ở trên biển, đồng thời chỉ đạo cho Hải đội Biên phòng 2 sẵn sàng lực lượng phương tiện để tham gia cứu nạn trên biển khi có lệnh. Các đội biên phòng bố trí lực lượng vừa tham gia phòng chống dịch, vừa xuống các địa bàn hướng dẫn các phương tiện về tránh bão và bố trí sắp xếp các phương tiện về neo đậu tránh bão tại âu thuyền Thọ Quang đúng quy định nhằm đảm bảo an toàn khi có gió mạnh.